Ban biên tập xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa đến cho các bạn thông tin. Chân dung bà Phạm Thu Hương, người vợ Tào Khang, kín tiếng cùng chồng khởi nghiệp từ bàn tay trắng thành tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Đúng như câu nói đứng sau thành công của người đàn ông là bóng dáng người phụ nữ, bà Hương cũng đóng vai trò quan trọng trên hành trình thành công của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Bà Phạm Thu Hương, sinh ngày 14 tháng 6 năm 1969, tại Hà Nội và là vợ của ông Phạm Nhật Vượng. Gia đình, mẹ bà là bà Tống Thị Hạnh, chị gái, Phạm Hồng Linh, em gái, Phạm Thúy Hằng, chồng, Phạm Nhật Vượng. Bà có bằng cử nhân luật quốc tế tại Ukraine. Bà còn có một người chị là Phạm Hồng Linh và em gái là Phạm Thúy Hằng. Trong đó, Phạm Thúy Hằng và Phạm Thu Hương nằm trong số những sinh viên xuất sắc được đi du học tại Moscow. Tại Moscow, bà xuất sắc đạt được tấm bằng cử nhân luật quốc tế danh giá. Chúng ta phải biết rằng, ở thời điểm đó rất ít người Việt Nam có thể lấy được tấm bằng cử nhân ở nước ngoài. Tại đây, bà gặp gỡ Phạm Nhật Vượng và trở thành vợ chồng. Doanh nhân đã cùng chồng trải qua tháng ngày khó khăn trên đất Nga, rồi bắt đầu sự nghiệp tại Ukraine. Thành công của ông Vượng có sự đóng góp không hề nhỏ từ bà. Chị và em gái của Phạm Thu Hương đều sở hữu số lượng cổ phiếu lớn của VIX. Riêng em gái của Phạm Thu Hương là Phạm Thúy Hằng còn giữ chức vụ phó chủ tịch tập đoàn VIX. Trong khoảng thời gian đi du học, bà Phạm Thu Hương làm quen với ông Phạm Nhật Vượng thông qua các nhóm du học sinh ở Moscow, sau đó họ yêu nhau và kết hôn. Sau khi tốt nghiệp, bà Hương không quay về nước mà cùng chồng ở lại Moscow để lập nghiệp. Thời điểm đó, vợ chồng chủ yếu kinh doanh các sản phẩm áo gió được nhập từ Việt Nam. Ban đầu, khả năng nắm bắt xu hướng thị trường của ông Phạm Nhật Vượng rất tốt và cả hai kiếm được rất nhiều tiền từ công việc kinh doanh. Tuy nhiên, thị trường biến đổi một cách nhanh chóng khiến vợ chồng bà phải ôm một khối nợ khoảng 40.000 USD. Cả hai vợ chồng quyết định vay mượn bạn bè để rời Moscow đến Ukraine. Năm 1993 bà cùng chồng chuyển tới Kharkov, Ukraine lập nghiệp, xây dựng trung tâm thương mại đầu tiên của người Việt Nam tại thành phố này. Với khả năng am hiểu về ẩm thực, bà Phạm Thu Hương đã được chồng tin tưởng giữ vai trò giám đốc nhà hàng Thăng Long. Nhà hàng đã nhanh chóng nhận được sự yêu mến của mọi người. Cựu thị trưởng thành phố Kharkiv đã từng chia sẻ về nhà hàng như sau: đồ ăn của nhà hàng vô cùng ngon mà lại rất hợp túi tiền. Nhà hàng Thăng Long đã nhanh chóng nổi tiếng không chỉ với người dân thành phố, mà còn được các khách du lịch biết đến. Vào thời điểm công việc kinh doanh tốt, thì tình hình kinh tế thành phố chuyển biến theo hướng tiêu cực. Sau đó, ông Phạm Nhật Vượng đã đề nghị với vợ sang nhượng lại nhà hàng để mở một nhà máy sản xuất thực phẩm chế biến. Mặc dù nhà hàng đã được sang lại, nhưng chi phí để mở nhà máy vẫn còn thiếu rất nhiều. Vì vậy, vợ chồng bà đã vay mượn thêm tiền từ cộng đồng người Việt ở Ukraine để mở nhà máy. Quy mô của nhà máy rất nhỏ, được xây dựng trên nền của một nhà máy cũ và chỉ có 30 công nhân làm việc. Năm 1993, công ty Technocom được thành lập từ nguồn vốn của vợ chồng Phạm Thu Hương, Phạm Thúy Hằng và một số cựu du học sinh người Việt. Sau gần 10 năm, doanh nghiệp này chiếm đến 80% thị phần mì ăn liền ở Ukraine và xuất khẩu sang 20 nước châu Âu. Sau thời gian làm giàu ở Đông Âu, mặc dù vợ chồng bà đang rất thành công với công việc kinh doanh trên đất Ukraine, nhưng họ chưa bao giờ quên quê hương Việt Nam. Bà Hương tiếp tục đồng hành thầm lặng cùng chồng. Vào năm 2000, công ty Technocom đã tiến hành đầu tư về Việt Nam, thông qua hai công ty con gồm Vincom và Vinpearl. Trong đó, Vincom đã đạt được thắng lợi to lớn với việc xây dựng trung tâm thương mại Vincom ở Hà Nội, khu phức hợp Vincom Park Place. Còn Vinpearl thắng lớn với các dự án như khu du lịch Hòn Ngọc Việt, khách sạn 5 sao Vinpearl Resort and Spa, công viên Vinpearl ở Nha Trang. Đến tháng 2 năm 2010, Neste mua lại Technocom chi nhánh ở Ukraine, và vợ chồng bà tập trung toàn bộ nguồn lực vào việc kinh doanh ở Việt Nam. Vào tháng 11 năm 2011, Vincom và Vinpearl chính thức được sáp nhập trở thành công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Nam Vingroup. Những năm tiếp theo, tập đoàn Vingroup, dưới sự lãnh đạo tài tình của vợ chồng bà đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam. Sự thành công của tập đoàn đã giúp vợ chồng bà trở thành những người giàu có bậc nhất. Vingroup đang là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất châu Á, với giá trị vốn hóa thị trường đạt gần 16 tỷ đô la Mỹ, tham gia vào rất nhiều lĩnh vực như bất động sản, du lịch, công nghệ, ô tô. Trong đó, bà Phạm Thu Hương luôn giữ vị trí quan trọng trong ban lãnh đạo của tập đoàn này, từ những ngày đầu thành lập cho đến nay. Vừa qua Vingroup cũng đã cho đóng và bán các mảng kinh doanh chuỗi siêu thị Vinmart, thương mại điện tử Adayroy, điện thoại Vinsmart, TV và mới đây nhất là tuyên bố dừng sản xuất xe xăng để chuyển sang kinh doanh xe điện, để cạnh tranh trực tiếp với hãng Tesla của tỷ phú Elon Musk. Nếu như bà Vũ Thị Hiền vợ ông Trần Đình Long chủ tịch Hòa Phát, hay bà Lê Thị Ngọc Diệp vợ ông Trịnh Văn Quyết chủ tịch tập đoàn FLC,
chưa từng được biết đến có đóng vai trò quản trị nào tại doanh nghiệp, thì bà Hương lại là người có nhiều quyết định quan trọng tại tập đoàn. Bà Phạm Thu Hương thường xuyên có tên trong danh sách những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Hiện bà Hương giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup. Vào năm 2013, trong bảng xếp hạng người giàu nhất chứng khoán Việt Nam bà đứng vị trí thứ 4, với hơn 49 triệu cổ phiếu VIX, tương ứng 3.436 tỷ đồng. Những năm sau đó, tài sản của bà tăng liên tục với 2.963 tỷ đồng, năm 2012, 3.436 tỷ đồng năm 2013, 3.481 tỷ đồng năm 2014, 4.196 tỷ đồng năm 2015. Tính đến ngày 20 tháng 1 năm 2022, bà Hương đang sở hữu gần 170 triệu cổ phiếu VIX, với tổng giá trị tài sản 15.940 tỷ đồng, xếp vị trí 10 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và bà Hương có với nhau 3 người con, Phạm Nhật Quân Anh, Phạm Nhật Minh Hoàng và Phạm Nhật Minh Anh. Tuy nhiên, trừ ông Vượng, những thông tin và hình ảnh về các thành viên trong gia đình đều gần như không có trên truyền thông. Tối ngày 20 tháng 1 năm 2022, trong lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu VinFuture được tổ chức tại nhà hát lớn Hà Nội, vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Phạm Thu Hương bất ngờ xuất hiện khiến không ít người ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên bà Hương xuất hiện trước công chúng. Trong lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, bà Phạm Thu Hương xuất hiện trong trang phục áo dài truyền thống màu cam, tóc ngắn cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng quý phái. Bà ngồi ngay cạnh chồng, trên hàng ghế đầu theo dõi buổi lễ trao giải VinFuture. Trong sự kiện này, rất nhiều những khoảnh khắc thú vị xung quanh tỷ phú Vượng và phu nhân gây chú ý. Trên trang cá nhân, nhà văn Hoàng Anh Tú, một trong những người trực tiếp tham dự buổi lễ đã chia sẻ hai khoảnh khắc mà anh đã kịp thời ghi lại về tình cảm của vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Anh Vượng đặt tay lên eo vợ mình đi lên sân khấu. Như cách anh chờ vợ đến tận cuối cùng rồi cùng nhau chờ xuống. Anh không còn là một tỷ phú trong khoảnh khắc tuyệt vời này. Anh là một người đàn ông có vợ và trân trọng vợ. Trong bài đăng, nhà văn Hoàng Anh Tú cũng khéo léo nhắn nhủ tới người vợ của mình, tôi có thể không giàu được bằng anh, nhưng tôi biết mình sẽ có thể khiến vợ mình hạnh phúc được như anh. Bằng việc nhỏ xíu này thôi, cùng nhau, câu chuyện của nhà văn Hoàng Anh Tú nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Những người đàn ông thì khẳng định, tôi nể những người như ông Vượng, giàu có nhưng kín tiếng. Thật ngưỡng mộ vì những cử chỉ nhỏ này, đủ toát lên hành động mỗi ngày của chú Vượng, một khoảnh khắc nhỏ cũng nói lên rất nhiều điều. Người càng thành công càng biết trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình. Mặc dù bà sớm có tên trong danh sách người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, nhưng bà khá kín tiếng trước giới truyền thông. Sự kiện lễ trao giải thưởng VinFuture là lần đầu tiên bà xuất hiện. Trong một số hình ảnh được công bố, có thể thấy bà Phạm Thu Hương sở hữu nhan sắc điềm đạm, sang trọng. Trong gần 30 năm ông Vượng xây dựng Vingroup, những thông tin và hình ảnh về người vợ Phạm Thu Hương đều rất hiếm hoi, gần như là không có. Những thành viên trong gia đình ông cũng khá kín tiếng với công chúng. Tuy nhiên, đúng như câu nói đứng sau thành công của người đàn ông là bóng dáng người phụ nữ, bà Hương cũng thế. Bà đóng vai trò rất quan trọng trên hành trình thành công của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.